Bây giờ là 7 giờ 3 phút sáng, quý vị và các bạn đang theo dõi cà phê ngày mới và hãy cùng với chúng tôi đọc báo. Khi mà chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị và các bạn rất nhiều những thông tin và những tích bài đáng chú ý trên các trang báo số ra sáng nay từ các đồng nghiệp báo in. Báo chí sáng nay thì có rất nhiều những bài viết phân tích sâu sắc về các chính sách trong lĩnh vực kinh tế cũng như là giao thông. Bên cạnh đó là một số bài phóng sự điều tra về những bất cập đang tồn tại trong đời sống, hiện đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi điểm qua những bài viết và những nội dung đáng chú ý. Chúng tôi thấy trên trang nhất và trang 2 của báo Thanh niên sáng nay đã đăng tải một bài viết của nhóm tác giả Mai Phương và Thanh Xuân phân tích về sự biến động gần đây trên thị trường chứng khoán. Cụ thể đó là việc lãnh đạo Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE đã bày tỏ kế hoạch muốn nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 cổ phiếu một lệnh lên 1.000 cổ phiếu một lệnh khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ và lo lắng sẽ bị loại khỏi thị trường. Việc nâng lô giao dịch tối thiểu này được cho là nhằm khắc phục tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn SOSE hiện nay. Chuyên gia tài chính Tiến sĩ Đinh Thế Hiển phân tích sau 20 năm phát triển thị trường chứng khoán, nhiệm vụ của sosi là phát triển thị trường, lôi kéo nhà đầu tư nhỏ tham gia như hiện nay vẫn còn ở mức thấp, tình trạng ngẽn lệnh diễn ra thường xuyên và HOSE không nhìn nhận đây là sai lầm và thiếu sót của mình, thiệt hại lớn cho thị trường mà lại đã và dự kiến đưa ra những giải pháp tình thế ảnh hưởng đến nhà đầu tư là khó chấp nhận được. Và cụ thể thông tin bài viết này mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang 2 của báo Thanh Niên. Chị Như Ngọc có đầu tư chứng khoán không ạ? À, hiện tại thì em cũng có một một số đầu tư một số những sàn khác không phải là SOT. Ừ, nhưng mà cũng có đầu tư cho nên là cũng có một số kinh nghiệm. Chị nghĩ như thế nào về việc là những nhà đầu tư nhỏ bị loại khỏi thị trường chứng khoán? Cái ừ. quan điểm của chị. Nhưng Ngọc nghĩ rằng những nhà đầu tư nhỏ bị loại khỏi thị trường chứng khoán thì đó là một điều đương nhiên. Bởi vì bây giờ trên các sàn á, họ chỉ nhận những cái lệnh mà lớn đi với cái số vốn nhiều hơn. Còn đối với những cái nhà đầu tư nhỏ thì Nhưng Ngọc nghĩ rằng cái việc bị loại khỏi sàn chứng khoán là một điều rất là đương nhiên. Và chúng ta cũng cần phải cập nhật những cái thông tin về kinh tế bởi vì là kinh tế nó rất là khô cứng và nó không thể nào dành chỗ cho những cảm tình và cái việc nhà đầu tư nhỏ loại bị loại khỏi thị trường chứng khoán cũng là một điều tất yếu. À, sáng nay thì tôi cũng vừa mới giới thiệu với quý vị các bạn một thông tin cũng rất đáng chú ý khi mà chúng ta đăng tải thông tin về đại gia Google. thì cái việc chặn đường né thuế của các đại gia công nghệ là một câu chuyện không mới nhưng mà chắc chắn cũng cần phải được nhắc lại đúng không ạ? Và nhân Ngọc xin được chia sẻ đến quý vị một câu chuyện này thì không còn mới song được báo người lao động sáng nay tiếp tục mổ sẻ với những góc nhìn đa chiều hơn về việc chặn đường né thuế của các đại gia công nghệ tại thị trường Việt Nam trên bài viết trang 3 phân tích việc Facebook, Google, Netflix mặc dù dù không có cơ sở kinh doanh cố định tại việt nam nhưng sẽ phải đăng ký thuế khai thuế trực tuyến và nộp các nghĩa vụ thuế tại cơ quan quản lý của thuế việt nam và đó là kỳ vọng khi mà bộ tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số điều luật của luật quản lý thuế và nghị định liên quan trong dự thảo thông tư có nội dung đáng chú ý để phòng trường hợp các nhà cung cấp nước ngoài không thực hiện nghĩa vụ thuế dự thảo quy định trách nhiệm của các tổ chức cá nhân ở Việt Nam có liên quan. Như vậy, điều này đặt ra một thực tế. Các nhà cung cấp như là Google, Facebook hay là Netflix đều né thuế thì khách hàng mua dịch vụ phải đóng khoản thuế mà đúng ra các doanh nghiệp này phải đóng. Một số ý kiến cho rằng điều này sẽ phần nào đó gây nâng Điều này sẽ phần nào đó nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc lựa chọn sử dụng dịch vụ.